Chậm kinh khi uống thuốc trị viêm dạ dày vì sao? Bạn đọc đặt câu hỏi. Chào bác sĩ, nửa tháng nay em uống thuốc trị viêm loét dạ dày HB, tháng này em bị chậm kinh, vậy có ảnh hưởng gì hay không thưa bác sĩ? Bạn thân mến, về câu hỏi của bạn được bác sĩ chuyên khoa 1 Cao Thị Lan Hương tư vấn như sau. Chào bạn, những thuốc điều trị viêm dạ dày do vi khuẩn HB không có tác dụng phụ trực tiếp lên hệ nội tiết tố nữ, dẫn đến rối loạn kinh nguyệt. Tuy nhiên, stress tâm lý, khó chịu do cơ thể đang bị bệnh, nóng trong người, do sử dụng kháng sinh, có thể gián tiếp làm rối loạn nội tiết tố trong cơ thể dẫn đến chậm kinh. Do đó, có một số người bị chậm kinh trong thời gian điều trị viêm dạ dày do HB, còn một số người khác thì không. Hiện tượng này không nguy hiểm, với điều kiện là đảm bảo không có thai, có quan hệ tình dục. Bạn có thể uống thêm nước mát để điều hòa nhiệt của cơ thể, chờ thêm 10 đến 14 ngày nữa xem có hành kinh được hay không. Nếu vẫn chưa hành kinh thì bạn đến khám chuyên khoa phụ khoa để kiểm tra lại cho an toàn bạn nhé. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.